Tử vi tuổi Nhâm Dần 1962 trong tháng 5 âm lịch. Xin chào quý vị, tôi là Trang Nhung, là trợ lý của thầy Gia Cát. Chào mừng quý vị quay trở lại kênh Phong Thủy Độc Tài, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy tại Việt Nam. Quý vị thân mến, những người tuổi Nhâm Dần mệnh kim bạch kim, tâm tính thường cô độc, ít hòa hợp với người thân. Họ có vẻ mặt lạnh lùng, tác phong quả quyết dứt điểm và rất cứng rắn, bình tĩnh. Trong cuộc sống và công việc, họ thường xử lý dứt điểm, luôn vượt qua mọi khó khăn, sóng gió và thử thách. Khí kim lạnh lùng, sát phạt tiêu điều nên tâm lý của họ ít hợp người thân, sống khá cô độc, thiên về lý trí nhiều hơn tình cảm. Từ lúc nhỏ thì người tuổi Nhâm Dần, mệnh kim bạch kim, là những đứa trẻ khá bướng, khó uốn nắn, dạy dỗ thường mất nhiều công sức của thầy cô. Khi trưởng thành họ thay đổi nhiều, sống nội tâm, thích suy nghĩ hơn nói chuyện, bộc bạch. Khi đã làm việc thì họ quyết đoán, mạnh mẽ và cương nghị. Trong chương trình ngày hôm nay, Phong Thủy Lộc Tài xin chia sẻ đến quý vị và các bạn về vận hạn, hung cát cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi Nhâm Dần trong tháng 5 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn, thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Nhâm Dần sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào so với năm trước. Liệu có điều gì tốt đẹp xảy ra hay không? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe Phong Thủy Lộc Tài chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và ấn chuông để có thể nhận được thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm thông tin hữu ích hơn. Sau đây là phần tổng quan của các bác tuổi Nhâm Dần trong tháng 5 âm lịch năm 2021. Người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 có mệnh kim bạch kim là những người thích yên tĩnh, yêu cuộc sống gia đình đầm ấm yên vui. Họ cũng là mẫu người của gia đình, đi đâu làm gì cũng hướng về tổ ấm thân thương, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để những người mình yêu thương được hạnh phúc. Nữ giới tuổi Nhâm Dần tính cách nhiệt tình, song nam giới lại có phần khác biệt. Họ cũng có phần nữ tính, do dự không quyết đoán, bốc đồng song không dám chịu trách nhiệm. Những người tuổi Nhâm Dần luôn hiểu rõ những việc mình cần làm, tinh thần nghiêm túc, làm ra làm, chơi ra chơi. Họ sẽ hoàn thành công việc nơi công sở chứ không mang về nhà. Căn nhà là thánh địa của gia đình, họ không muốn để công việc ảnh hưởng đến thời gian dành cho người thân. Tử vi tháng 5 âm lịch năm Tân Sửu cho rằng vận trình tháng này của các bác tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 thật sự tốt trên mọi phương diện. Về sự nghiệp, hầu như các bác đều đã nghỉ hưu hoặc chỉ còn một số ít đang tiếp tục làm, cho nên thời điểm may mắn trong sự nghiệp gần như không có. Các bác nên tự làm chủ, cũng không còn vất vả về kế hoạch, dự án nhiều nữa. Đến tuổi này, các bác cần làm quan tâm đến sức khỏe và dành thời gian chăm lo cho gia đình của mình. Ngoài ra thì chi tiêu của các bác trong tháng cũng khá lớn, có nhiều chuyện các bác không thể không ứng tiền ra như chuyển nhà, mời khách hay xui hơn là phạm luật bị phạt. Tất cả những chuyện đó đều mất một khoản tiền lớn trong thu nhập của các bác, khiến cho các bác rơi vào cảnh túng thiếu, giật gấu vá vai. Qua sự việc lần này, các bác hãy học cho mình cách sống tiết kiệm và có phương án dự phòng cụ thể cho những tình huống xấu sẽ có thể xảy ra. Nhâm Dương Thủy gặp Giáp Dương Mộc là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong tháng này, các bác tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, nếu có cơ hội thì nên chủ động và chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Đặc biệt năm 2021, Thái Tuế là Sửu. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên các bác hãy luôn mang theo bên mình một thẻ kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trí chú và xem ngày sử dụng cho các bác tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, vậy nên các bác hoàn toàn yên tâm sử dụng khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, Phong Thủy Lộc Tài xin chia sẻ rõ vận trình của các bác tuổi Nhâm Dần trong tháng 5 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp và quan vận. Tháng 5 âm lịch là tháng mà mọi việc phát triển rất thuận lợi cho các bác tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Những bác vẫn đang đi làm sẽ gặp được may mắn trong công việc. Cũng cần nhắc nhở các bác rằng, ở độ tuổi này, quan trọng hơn tất cả là sức khỏe. Các bác hãy gác công việc sang một bên để nghỉ ngơi và thư giãn. Ngoài ra tháng này hoàn toàn thích hợp cho các bác đầu tư vào một lĩnh vực nào đó. Nhưng không được mạo hiểm, các bác cần phải có kế hoạch hợp lý và học hỏi trước.
các bác không được đầu tư mù quáng, liều lĩnh thì ắt hẳn sẽ thành công và gặp được may mắn về tài lộc. Tuy nhiên thì các bác cần chú ý tháng này, có một người luôn đố kỵ với các bác và sẽ gây ra rắc rối trong công việc. Mặc dù không để lại hậu quả quá lớn, nhưng cũng gây tổn hại cho hình ảnh của các bác. Cho nên các bác cần cẩn trọng lời ăn tiếng nói và thái độ tại nơi làm việc của mình. Đặc biệt, thầy Gia Cát khuyên các bác tuổi Nhâm Dần nên mang pháp khí phong thủy, tam hợp quý nhân, Dần Ngọ Tuất để hóa giải thị phi, mâu thuẫn và tăng cường các mối quan hệ trong thời gian này. Đồng thời, pháp khí sẽ chiêu cát lành, tăng may mắn và cát khí quý nhân giúp sự nghiệp của các bác được hanh thông, thuận lợi, quan hệ công việc dần tốt lên. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tử vi cho thấy tài lộc là điểm sáng trong vận trình của các bác tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 trong tháng năm này. Tài lộc chủ yếu nằm ở thu nhập từ công việc. Các bác tài giỏi, nhiệt huyết, tận tâm nên sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng. Tháng này thì may mắn tài lộc có liên quan mật thiết đến sự nghiệp. Nếu các bác đầu tư thành công, sự nghiệp của các bác sẽ được phát triển rất nhiều. Cùng với nó là các khoản thu lớn, các bạn sẽ có một khoản tích lũy vào dịp cuối năm. Những bác đang làm công ăn lương, tháng này thu nhập cũng khá ổn định, tuy nhiên chi nhiều hơn thu dẫn đến hao hụt tài chính. Các bác cần có kế hoạch chi tiêu cụ thể, không lãng phí và tiêu pha quá đà dẫn đến túng thiếu. Đặc biệt để cải thiện vận may trong sự nghiệp và tài lộc vào tháng này, thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất. Vật phẩm phong thủy sẽ giúp hóa giải xung sát, thị phi và xua đuổi tiểu nhân, từ đó chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ. Khi những điều xấu không còn nữa, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ tuổi Nhâm Dần để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Phương diện tình cảm của các bác tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 trong tháng này không thật sự khởi sắc. Các bác sẽ phải để tâm và lo lắng rất nhiều về những đứa con của mình và mất nhiều thời gian lòng vòng trong đó. Các bác nên thư giãn và để bọn trẻ đó sống cuộc sống của riêng mình. Hãy sống vui, sống khỏe và là người cha, người mẹ trong gia đình. Hãy là tấm gương sáng để con cái noi theo. Các bác sống quá nửa cuộc đời, các bác biết cái gì tốt và cái gì không tốt cho con cái và cho chính mình. Ngoài ra thì ở tuổi này, tình yêu và mối quan hệ có thể bằng phẳng vì niềm đam mê và sự ngọt ngào ban đầu của tình yêu đã biến mất, để lại những chuyện vặt vãnh hàng ngày. Chìa khóa để cải thiện mối quan hệ là quản lý nó. Người bạn đời bên cạnh các bác giờ đây đã trở thành người tâm giao, cùng nhau chia sẻ khó khăn, nuôi dạy con cái. Các bác đã bên nhau nửa đời người, đủ hiểu được cái gì cần thiết với gia đình mình. Bên cạnh đó, các bác cũng cần lắng nghe tâm tư của người đó để mối quan hệ của hai người được tốt hơn. Đồng thời các bác đừng áp đặt quan điểm cá nhân và bắt họ phải theo mình. Đặc biệt, thầy Gia Cát khuyên các bác tuổi Nhâm Dần hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng gỗ huyết long tam hợp quý nhân, Dần Ngọ Tuất. Năng lượng của tam hợp khí sẽ giúp các bác đạt thông năng lượng ngưng tụ thiên địa nhân, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ xung quanh các bác. Đồng thời vật phẩm còn mang lại sức khỏe, bình an và trường thọ cho các bác. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Trong tháng 5 âm lịch này, sức khỏe của các bác tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 khá tốt. Tuy nhiên, do các bác lo lắng quá nhiều, thiếu ngủ khiến tinh thần không tốt. Các bác cần có sự sắp xếp lại, cân bằng lại công việc và cuộc sống, thay đổi bản thân để có thể tiếp tục các bước hoàn thành mục tiêu. Ngoài ra thì các bác cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng và chăm chỉ luyện tập, các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi. Các bác cũng nên giữ tâm trạng và tinh thần thật tốt, nếu không sẽ có những vấn đề không tốt đến với sức khỏe của các bác trong thời gian sau. Đặc biệt thì các bác tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Đồng thời để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất thì thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các bác Nhâm Dần sinh năm 1962. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, Phong Thủy Lộc Tài xin chia sẻ đến những ngày cát lành và đại kỵ trong tháng 5 âm lịch để các bác tuổi Nhâm Dần có thể nắm rõ tránh những trường hợp không may xảy ra. Tháng 5 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 và kết thúc vào ngày 30 tháng 5 năm 2021, tức ngày 10 tháng 6 năm 2021 đến ngày 9 tháng 7 năm 2021 dương lịch. Tháng Giáp Ngọ có nạp âm là Phích Lịch Hỏa,
tháng ngọ lục hợp mùi, tam hợp dần và tuất thành hòa cục. Xung tí, hình ngọ, hình dậu, hại sửu, phá mão và tuyệt hợi. Trong tháng này các bác tuổi Nhâm Dần cần chú ý tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 8 tháng 5 năm 2021, tức ngày 17 tháng 6 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thân. Thứ hai là ngày âm lịch 20 tháng 5 năm 2021, tức ngày 29 tháng 6 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thân. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các bác tuổi Nhâm Dần. Trong những ngày này, các mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công may mắn, kích công danh tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Đồng thời, nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ và tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, trong tháng này còn có một số ngày cắt lành để các bác tuổi Nhâm Dần tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình các bác đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể thể hiện công việc. Thứ nhất là ngày âm lịch 11 tháng 5 năm 2021, tức ngày 20 tháng 6 năm 2021 dương lịch. Có nạp giáp là Kỷ Hợi, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Thứ hai là ngày âm lịch 23 tháng 5 năm 2021, tức ngày mùng 2 tháng 7 năm 2021 dương lịch. Có nạp giáp là Tân Hợi, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Quý vị thân mến, trên đây Phong Thủy Lộc Tài đã chia sẻ về vận trình tử vi của các bác tuổi Nhâm Dần trong tháng 5 âm lịch năm 2021. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, các bác có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi đến hết chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân bạn, xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc các bạn có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Điều đó sẽ giúp chúng tôi đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉ về phong thủy chính tông môn phái. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Thêm một lần nữa, xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Phong Thủy Lộc Tài rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.